là chương trình phát thanh của thị xã Nghĩa Lộ. Đây là chương trình phát thanh của thị xã Nghĩa Lộ. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của thị xã Nghĩa Lộ thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2021. Chương trình hôm nay phần tin có những nội dung chính sau. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 15. Khai trương điểm bán hàng Việt Nam tại thị xã Nghĩa Lộ. Hội nông dân thị xã Nghĩa Lộ kết nạp mới trên 200 hội viên. Cùng các tin tức đáng chú ý khác. Tiếp đó là bài viết Agribank Yên Bái chi nhánh Nghĩa Lộ tích cực huy động vốn để cho khách hàng vay. Cuối chương trình là chuyên mục xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị xã khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ năm 2022. Dự có đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Hà Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, thành viên Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân thị xã, thủ trưởng các phòng ban cơ quan đơn vị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và kế toán ngân sách của các xã phường. Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thị xã khóa 15 đã thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2022 như nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 với 36 chỉ tiêu gồm 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế và 19 chỉ tiêu về văn hóa xã hội và môi trường, trong đó nhiều chỉ tiêu giao cao so với năm 2021 như thu ngân sách, đón và phục vụ khách du lịch, thành lập mới doanh nghiệp, nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thị xã năm 2022, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022, nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để các nghị quyết lần thứ tư của Hội đồng nhân dân thị xã đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao, hội nghị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí phụ trách các lĩnh vực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực kiểm tra đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hộ kinh doanh đầu tư phát triển, tăng cường quy hoạch đô thị đất đai, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác cải cách hành chính, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nhấn mạnh: về công tác chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phụ trách lĩnh vực, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời xử lý tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc cho cơ sở, củng cố chấn chỉnh nề nối tác phong phương pháp làm việc của cán bộ công chức, nêu cao vai trò chủ động tích cực trách nhiệm của cơ quan tham mưu, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân các cấp và của cơ quan đơn vị. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tôi đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây: tích cực triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch của thị ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nhiệm vụ cụ thể của đề án nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, tăng cường liên kết tạo vùng sản xuất hàng hóa, tiếp tục vận động hướng dẫn giúp đỡ các hộ thực hiện chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nuôi trồng các cây con có giá trị kinh tế tăng cao, vận động xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị cao gắn với mời gọi liên kết với doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm, khuyến khích phát triển các mô hình trồng trọt chăn nuôi tổng hợp với quy mô phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.
khuyến khích thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các điểm chế biến, giới thiệu sản phẩm đặc sản của địa phương theo hướng xây dựng thương hiệu có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tổ chức đăng ký mỗi xã phường có một sản phẩm chủ lực đặc trưng, phấn đấu năm 2022 thành lập mới 20 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 30 tổ hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia hội chợ thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt 360 tỷ đồng. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, đất đai, tăng cường kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, chủ động triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2022, tích cực triển khai nhân rộng xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp, giàu bản sắc trên toàn địa bàn thị xã. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Lộ, cơ sở sản xuất và chế biến ẩm thực Hoa Thượng tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt tại thị xã Lộ. Quy mô khu vực điểm bán hàng Việt có diện tích hơn 100 m2 tại cơ sở sản xuất và chế biến ẩm thực Hoa Thượng, số nhà 176 đường Hoàng Liên Sơn, phường Trung Tâm, thị xã Lộ. Đây là một địa chỉ kinh doanh có hạ tầng tốt, phương thức kinh doanh văn minh, sản phẩm dồi dào và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là điểm bán hàng Việt Nam đầu tiên tại thị xã Lộ được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh hỗ trợ kinh phí đưa vào phục vụ nhân dân, đảm bảo các tiêu chí như 100% hàng hóa là hàng sản phẩm trong nước, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh, thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác sản phẩm. Tại điểm bán hàng cũng có trên 70% sản phẩm hàng hóa được các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong tỉnh sản xuất và đạt chứng nhận OCOP như gạo nếp tan Tú Lệ, chè xanh Suối Giàng, miến đao Giới Phiên, cá giấy Hồ Thác Bà, mật ong Mù Căng Chải, trà Tám Mèo và các sản phẩm từ quế. Điểm bán hàng Việt cố định được đưa vào khai thác tại thị xã Lộ cũng từng bước phát triển hệ thống phân phối, kết nối sản xuất tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa thiết yếu là hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng. Qua đó góp phần phát triển hệ thống phân phối, quảng bá các sản phẩm đặc sản nổi tiếng của các địa phương, vùng miền tới du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với thị xã Lộ. Trong những năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia luôn được các cấp, các ngành, các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ quan tâm thực hiện tốt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm, đóng góp tiền mặt, ngày công để hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp học. Kết quả đến nay, toàn thị xã có 30 trên 36 trường học đạt chuẩn quốc gia, vượt so với chỉ tiêu giao của tỉnh 2 trường, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thị xã duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có 8 trên 14 xã phường đạt mức độ 3, vượt chỉ tiêu 2 xã phường. Tỷ lệ huy động trẻ từ 0 đến 2 tuổi đạt 25,6%, tỷ lệ huy động mẫu giáo đạt 99,4%, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học đạt 100%, chỉ tiêu là 97%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99,47%, chỉ tiêu là 95%. Tỷ lệ hoàn thành cấp trung học phổ thông đạt 90,2%, chỉ tiêu là 90%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề thị xã đạt 27,7%, vượt chỉ tiêu giao của tỉnh 2,1%. Thị xã có 33 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập và ngoài công lập, tổng số lớp 491, nhóm lớp 16.081 trẻ học sinh. Ban hành kế hoạch triển khai xây dựng trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2026. Nhằm xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, năm 2021, Hội Nông dân thị xã Lộ đã kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của hội cấp trên tới toàn thể cán bộ hội viên. Cùng với đó, tập trung xây dựng chi hội vững mạnh, thường xuyên chăm lo đến đời sống hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng ngày công lao động, về nguồn vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống. Qua đó, trong năm 2021, Hội Nông dân thị xã Lộ đã kết nạp mới được 200 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn hội lên 11.750 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 tổ chức hội xã phường. Để không ngừng xây dựng tổ chức hội nông dân thị xã trong sạch vững mạnh, năm 2022, hội tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận dụng hiệu quả công tác vận động nông dân, đẩy mạnh việc tập hợp thu hút kết nạp hội viên mới, phấn đấu kết nạp mới 180 hội viên. Cùng với đó, nhân rộng hình thức tổ chức chi tổ hội theo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên gương mẫu trong thực hiện phong trào của hội. Trong năm 2021, xã Phúc Sơn giảm 54 hộ nghèo. Ông Lường Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn cho biết,
Ngay từ ngày đầu của năm, Đảng bộ, chính quyền xã Phúc Sơn đã triển khai giải pháp giảm nghèo phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, như tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh giải quyết việc làm, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đưa các cây con giống có thu nhập cao vào sản xuất. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn cho biết thêm. Trong năm 2021 thì xã cũng được giao chỉ tiêu thoát nghèo. Ngay từ đầu năm cũng có lễ phối hợp của các cái cơ quan của thị xã để giúp các cái hộ thoát nghèo. Thì về cái chỉ tiêu thoát nghèo năm nay chúng tôi cũng đã có những cái định hướng cũng như là có các cái giải pháp để bảo đảm cho các cái sự đủ cái chỉ tiêu thoát nghèo năm 2021 theo cái kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, đến nay Agribank Yên Bái chi nhánh Nghĩa Lộ đã cho gần 3.000 khách hàng vay vốn, riêng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm 85%. Nội dung này sẽ được phản ánh ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái chi nhánh thị xã Lộ, Agribank Nghĩa Lộ gặp không ít khó khăn thách thức do tác động của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, làm sức tiêu thụ của thị trường hàng hóa giảm. Cùng đó, sức ép cạnh tranh huy động vốn tăng trưởng tín dụng ngày càng gay gắt với nhiều tổ chức tín dụng khác. Số lượng khách hàng chủ yếu là nông dân. Đối tượng đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ, thu nhập thấp. Việc tiếp cận huy động vốn và đầu tư tín dụng bị tác động không nhỏ. Vượt lên khó khăn, thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả, nên đến ngày 1 tháng 12 năm 2021, Agribank Nghĩa Lộ đã huy động vốn đạt 76 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Ông Tô Minh Đức, Giám đốc Agribank Nghĩa Lộ cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành kế hoạch vốn huy động trong năm, tổng dư nợ đạt 1.100 tỷ đồng, nợ xấu dưới 0,5%. Có được kết quả trên, Agribank Nghĩa Lộ đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và ngân hàng cấp trên, làm tốt công tác phối hợp có hiệu quả giữa các ban ngành đoàn thể các xã phường trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng tuyên truyền vận động các hình thức gửi tiền linh hoạt, thuận lợi để huy động vốn nhàn rỗi, không ngừng đổi mới phong cách phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến gửi tiền cũng như lĩnh tiền. Anh Đào Xuân Thi, trưởng phòng phòng kinh doanh Agribank Nghĩa Lộ cho biết, chúng tôi luôn đổi mới tác phong, ứng xử trong công tác huy động vốn, chú trọng các biện pháp tiếp cận và khai thác nguồn tiền gửi của các tổ chức, khách hàng cá nhân, nhất là nguồn tiền gửi dân cư, các địa bàn nông thôn, địa bàn ít cạnh tranh. Ngoài ra còn tuyên truyền quảng bá, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của đơn vị đến người dân và các thành phần kinh tế, triển khai đầy đủ các chương trình khuyến mãi huy động vốn, tiết kiệm dự thường, tạo được niềm tin cho khách hàng đến gửi tiền và giao dịch. Cùng với huy động vốn, Agribank Nghĩa Lộ luôn đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn cho người dân trong sản xuất nông nghiệp, cũng như triển khai cho vay ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Anh Chu Kiều Dinh ở bản Đều, xã Nghệ An chia sẻ, nhờ Agribank Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho vay 1,1 tỷ đồng, gia đình tôi không chỉ vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 mà còn duy trì mô hình chăn nuôi lợn, kết hợp với kinh doanh mặt hàng nông sản, hàng năm cho thu nhập ổn định. Anh Đào Hữu Thu ở tổ 6 phường Trung Tâm cũng được tiếp cận vay 4 tỷ đồng để kinh doanh máy móc phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp. Trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhờ ngân hàng cho vay vốn, gia đình tôi tiếp tục duy trì và phát triển tốt nguồn vốn được vay, hàng tháng trả lãi và gốc đầy đủ. Anh Thu cho biết, để người dân thuận tiện trong tiếp cận nguồn vốn, Agribank Nghĩa Lộ đã giao cho cán bộ tín dụng tiếp cận, đánh giá đầy đủ khách hàng là hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp hiệu quả. Ưu tiên cấp vốn tín dụng cho các đối tượng khách hàng khu vực nông thôn, quan tâm đến nhóm khách hàng vay vốn theo các chương trình trọng tâm của ngân hàng, trong đó chú trọng vào vay vốn theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Nhờ vậy đến nay, Agribank Nghĩa Lộ đã tạo điều kiện cho gần 3.000 khách hàng vay vốn với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng, riêng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm 85%. Từ đó góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững của người dân trên địa bàn. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, lực lượng vũ trang thị xã Lộ đã đẩy mạnh phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động việc làm thiết thực hiệu quả, góp phần tích cực cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương
đẩy nhanh tiến độ thực hiện và duy trì bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã trên địa bàn thị xã, góp phần cùng thị xã Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Nội dung này sẽ được phản ánh trong chuyên mục nông thôn mới hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tháng 10 năm 2021, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8, 4 hộ gia đình ở thôn Nậm Tăng, xã Thạch Lương đã bị đất đá trên khoảng đồi sau nhà đổ xuống vùi lấp. Trong đó có 2 ngôi nhà sàn vừa mới xây có diện tích từ 200 đến 300m2, gây hư hỏng toàn bộ, ước tính thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, với phương châm 4 tại chỗ, thị xã Nghĩa Lộ đã xuống thăm hỏi động viên, chỉ đạo xã Thạch Lương thu xếp chỗ ở cho 2 hộ gia đình. Riêng lực lượng vũ trang thị xã đã vận động quyên góp huy động trên 40 ngày công của quân nhân thường trực và lực lượng dân quân xã hỗ trợ, giúp đỡ tháo dỡ những tài sản còn có thể sử dụng, tạo điều kiện cho các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Văn Nhe, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói. Sau khi có thông báo của nhân dân, thì Ban Chỉ huy quân sự xã cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã huy động lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân tháo dỡ, vận chuyển nhà đến nơi an toàn, đồng thời là cũng giúp các hộ gia đình lập làm lán trại ở tạm, và đồng thời cũng lập chốt chặn hai bên đường không cho người dân ra vào các khu vực nguy hiểm. Để đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể các xã, khảo sát đặc điểm từng địa bàn, từ đó xác định nội dung xây dựng kế hoạch, lựa chọn những phần việc cụ thể, những tiêu chí còn khó khăn để cho cán bộ chiến sĩ đơn vị tham gia cùng nhân dân phấn đấu thực hiện. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2020-2021, lực lượng vũ trang thị xã đã huy động hơn 500 ngày công lao động, giúp đỡ nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường, phối hợp với chính quyền nhân dân xã hỗ trợ làm nhà hộ nghèo. Ngoài ra, vào các ngày thứ bảy hàng tuần, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ lại tích cực tham gia ngày thứ bảy cùng dân, được tổ chức thực hiện mỗi tháng 2 lần. Thiếu tá Phạm Trung Hiếu, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết. Thời gian vừa qua, tôi cùng các chiến sĩ trong Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã cùng bà con nhân dân tiến hành khắc phục hậu quả thiên tai và giúp dân xóa đói giảm nghèo bằng các việc làm cụ thể, như là đã tham gia 47 ngày công để cùng với nhân dân xã Thanh Lương, Thạch Lương khắc phục hậu quả về hỏa hoạn, và tham gia 37 lượt ngày công để nạo vét kênh mương nội đồng ở phường Tân An và xã Nghĩa Phúc. Và đặc biệt là trong Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã chỉ đạo các xã phường trong huấn luyện dân quân để làm công tác dân vận, và đã tiến hành xây dựng giúp đỡ các hộ nghèo của các xã phường trong thực hiện một ngày để giúp đỡ trong công tác huấn luyện, cụ thể là giúp đỡ dân để làm nạo vét kênh mương đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, và được cấp ủy nhân dân, chính quyền đánh giá cao. Nét nổi bật trong phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới ở thị xã Nghĩa Lộ là Ban Chỉ huy quân sự thị xã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã phường, các đơn vị dân quân tự vệ dự bị động viên chủ động tích cực tham gia củng cố xây dựng hệ thống chính quyền địa phương bằng việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, phân công cán bộ địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở. Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thị xã, xã đều xác định tổ chức trách nhiệm vụ được giao và phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua, đồng thời xác định là phải gương mẫu đi đầu và vận động người thân cũng như gia đình và nhân dân gương mẫu thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thượng tá Đỗ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết. Hưởng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị rất quan trọng ở địa phương. Chính vì vậy mà trước hết là Ban Chỉ huy quân sự đã quán triệt sâu rộng trong lực lượng vũ trang thị xã, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các cơ sở tham mưu với cấp ủy chính quyền ở cơ sở thực hiện một số cái nhiệm vụ như là tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện một số cái hạng mục tiêu chí để bảo đảm cho các hộ dân thoát nghèo. Thế thì hàng năm thì đối với Ban Chỉ huy quân sự thì trích từ cái quỹ vốn tăng gia sản xuất ủng hộ một số cái hộ nghèo trên địa bàn để coi như là hoàn thành các cái hạng mục theo tiêu chí bảo đảm cho việc thoát nghèo. Cùng với cái đó thì Ban Chỉ huy quân sự
thị xã đã cùng với lại coi như là nhân dân các xã cũng như là ban chỉ huy quân sự ở cơ sở thực hiện một số cái mô hình công tác dân vận, như là mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo này, rồi là mô hình làm nhà xóa nhà tạm này. Với những việc làm thiết thực hiệu quả, lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần quan trọng tạo đồng thuận giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, thế trận lòng dân được giữ vững, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giúp các địa phương trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hiện cả 10 trên 10 xã trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều đạt chuẩn nông thôn mới. Thị xã Nghĩa Lộ được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo. Bioca thực phẩm bổ dưỡng, Bioca công nghệ Hàn Quốc, Bioca quà tặng sang trọng, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca cho sức khỏe như yêu thương, Bioca giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca, Bioca, Bioca. Bioca được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất đến thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất từ sâm, nấm và dược liệu quý. Bioca, Bioca vì sức khỏe Việt. Truy cập website bioca.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioca. Tham khảo sản phẩm Bioca tại các hệ thống Aeon Mall, Vinmart, BRG Mart, Lan Chi, Guardian, Medicare và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Bioca.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioca. Tham khảo sản phẩm Bioca tại các hệ thống trên toàn quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh thứ 3 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của thị xã Nghĩa Lộ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Mời Pì Nòng Văng, chương trình phát thanh quan tay khổng thị xã Mương Lo. Pì Nòng Hạc Sường, cuồng chương trình mơ nỉ. Mây bò mẹ pin nòng bỏng cằn tòn phăng, phân quam kháo cánh bay tèm xương lằng. Chóng hanh khổ cổ tòn diệt dườn hái na tèng liềm phục bà khổng thị xã Mương Lo. Họt bì xóm văn báo hỏi sao hà cứ đẩy hà hỏi sao hà tì mặn ngân. Lò nừng cuồng xàm xếp xàm chỉ tiêu nả vỉa, đẩy thị xã Mương Lo bùn ó. Vậy trăm năm đề án tăng tánh thị xã Mương Lo biến biển thị xã văn hóa du lịch. Vậy cứ đẩy chỉ tiêu nằn. Khai nỉ thị xã Mương Lo có đằng trăm năm lại cách luông. Cuồng mà pè diệt dườn hái na. Cuồng nằn lò trăm năm luông tăng tròi dưa diệt dườn, té bưng tàng ngân khốc cản. Nếu chưa dần bày chuyển nhảy bưng tà đìn bộ nằm, cứ đẩy đằng suốt nói tắm, chuyển nhảy ma bộ nằm cánh tánh liềng bù bà, vầy có phân cực bổn khu cổ tòn hà bò hay mẹ na, nà vỉa nếu chưa chuyển nhảy có bút tố liềng có xướp xôm đầy chất xùi, nhất lọ thị xã, có sắc mắn cực ầu, bưng tàng cách luông mà bè kinh tế mắng, cánh bưng chừa có bút mắng khảo diệt dườn, cái nằn có phân cực bổn khu cổ tòn bên máu lông rú, cánh cực bổn khu cổ tòn tinh mỏi hát à tà đìn hãy vừa, không bò hay miền Nam thị xã Mương Lo. Hỏi nừng cảo siêu hốc trung hơn khó lút giảm dã dền, to hỏi nừng bảy pet phân hỏi kế hoành. Số trung hơn khó lút giảm nừng bảy siêu cảo phân hỏi, bổn bảy siêu cảo phân hỏi về tỏi kế hoành. Quần nằn có mi siêu hết trung hơn khó tự ha tèm đường, sò lút giảm dã dền, lò lang đi nả vỉa lút giảm dã dền không thị xã Mương Lo cử đẩy. Nả vỉa lút giảm dã dền có đẩy thị xã Mương Lo xếp xôm trăm năm để xương ngày té hùa pì. Thị xã có tăng tánh kế hoành, bàn dài nà vỉa hợp phương cơ quan đoàn thể, tròi dưa phương trung hơn khó tên phòng. Cái nằn thị xã có ban hở xí chim chết, tên xí chim chết cơ quan đơn vị tên phòng, tròi dưa hỏi nừng sau chết trung hơn khó lút giảm sát dền. Lang đi họt khay, có mi xí chim hà, tên xí chim chết cơ quan đơn vị, châm năm tròi dưa phương trung hơn khó lút giảm sát dền, cơ đẩy cầu chim hà bày chết phân hỏi, tòi các mết số ngân cốc càn tròi dưa, lò áo họ xàm hỏi hà chim xàm triệu mặn ngân, cánh cầu chim chết mờ công lao đầu diệt dườn. Xếp ếch trung hơn khó, tự hạ sò tẻm đơn, lút giảm giác dền rũ nặng phường trung tâm, sòng hươn, xã Nghĩa Lộ xí hươn, phường Tân An trung hơn nừng, phường Pô Tràng sòng trung hươn, cánh xã Nghĩa Lợi sòng trung hươn,
Phòng tài năng thị xã có châm năm để xưa phương tàng ngân cốc càn, cánh phương trường trình trình sánh, vầy tròi dưa phương chu hơn khó, tẳng tánh phương cách lô mà bè kinh tế lút giảm dã dìn, hàn mằn. Cuồng bỏng dạn áo hòn, thị xã mưng lo có giúp xôm tròi dưa phương chu hơn khó lút giảm dã dìn hàn mằn, cượt bộn luông rú, bính khảy phương lấp ép bọ sòn nghe, vầy kẻ khảy việc diệt hợp phương chu hơn khó tênh phồng. Châm năm nghỉ quyết hô chim cầu khổng hội đông dần mương tình, vì sòng phân báo hỏi sao ến, thị xã mưng lo có mê xí chim xàm cơ sở đầy tròi dưa, tỏi có mết xuống ngân cốc càn, lò tì nừng cầu hỏi bên xim chết chiều mặn ngân. Quần nằn thị xã mưng lo có bàn ó sòng tửa tròi dưa, quần nằn tửa cốc khỏe có mê xàm xim cầu cơ sở đầy tròi dưa, tỏi có mết xuống ngân lò cầu hỏi xim hà chiều mặn ngân. Tửa thứ sòng có mê xí chim xàm cơ sở đầy tròi dưa, hòn khay có mi sao ếch cơ sở châm năm tục po vâng nà vỉa của nghị quyết hô xiêm cầu của hội đông dân mương tỉnh cơ đầy xí xiêm cầu phân hỏi kế hoành vâng cơ sở nhăng nhăng cỏ trống hanh một lèo con mở xiêm hà cầm bườn xiêm ếch vì sòng pan vào hỏi sao ến khay nỉ thị xã mương lo cỏ sòn hôm uẩn pa vâng cơ quản mê nuống pan phòng tỏi ủy ban dân mương vâng xã phường tinh phòng nếu chưa hòn vâng trung hơn châm năm chính sánh nhàn vào vâng tiêu chí ma cỏ bâng tổ trưởng cầm phong bình nào hở vẻn sân xính vầy đầy tròi dưa ngân cốc càn tòi nghỉ quyết hô xếp cầu khổng hội đông dần mương tỉnh men tòi quy định vì sòng pan báo hỏi sao ến té ngân cốc càn quỹ tóc công bằng nghĩa thị xã mương lo cỏ mi pet côn mi cồng đầy tròi dưa tằng tánh hơn rào nằm hòn mít bườn xíp vì sòng pan báo hỏi sao ến cỏ mi hốc chung hơn tằng tánh lèo rú nặng phường tần an phường cao nằm rìa phường trung tâm nhang sòng làng hơn rú nặng xã phúc sơn cỏ đang tằng tánh cơ đầy lang đi nằn cuồng bỏng sàn cài ma thị xã mương lo có uẩn pa vương cơ quan mê nuống pan ủy ban dân mương vương xã phường diện đi xưa nà vỉa kiểm tra làm le vương côn lò thường bình bệnh bình vương côn mê cổng tinh phòng bỏ lại khu khổng khán giả cha ma hơn rào vòng toàn nằn lò chát xùi nà vỉa nếu chưa vương tổ chức chính trị xã hội tròi dưa côn mê cổng tăng tánh hơn rào màn trằn vừa dưng nằn cài kiểm tra làm le vương trung hơn đầy tăng tánh lèo cỏ nhằn bào màn trằn mi camit tà điên sử dụng lò té xí xím mét môn táo khẩn cuồng bỏng dạn áo hòn thị xã mương lo cỏ rơm xôm diệt đi dưa nạp vỉa tròi dưa pưng trung hơn côn mi cồng khó bỏ lại dạ cha mang hơn rào tằng tánh hơn màn trằn pom tân nằn lò châm năm đi dưa pưng chính sánh hợp pưng côn mi cồng lập thần châm năm tằng tánh thôn cứ đầy chuẩn bán na biến má vẻn xanh vì giọng văn báo hỏi sao ến thị xã mương lo cỏ châm năm tằng tánh xàm thôn lò thôn pét rú nặng sẵn lổ thôn nằm hằn cánh thôn chành rú nặng sẵn phù nhàm vầy vương thôn châm năm tằng tánh cơn đầy bàn na biến máu vèn xanh ngay té hùa pì sòng pan báo hỏi sao ến thị xã mưng lo có quần pa vương bản na cánh vương thôn bản châm năm tằng tánh bản na máu vèn xanh cánh vương đoàn thể tinh phòng nếu chưa khu châm năm khổng các hệ thống chính trị mà mé vương khu mi lời khổng bản na vầy có phân tằng tánh chương trình bản na máu vèn xanh tinh phòng phòng tân nản lò mi phương chính sách tròi dưa phương thôn bản tằng tánh bản na biến máu vẻn xanh bởi dưng nản hòn khay phương công trình tằng tánh công chính tinh phòng rú nặng phương thôn nỉ cò đẩy tằng tánh chăn trừa cánh cửa đẩy chuẩn mèn tòi quy định dần bay cỏ cả sàn phòng tòi chính quyền bản na sắc mắn mà bè kinh tế tằng tánh luông du văn hóa hòn khay phương thôn tằng tánh bản na biến máu vẻn xanh tinh phòng có đang mồn lèo chìa bờ vậy cửa đẩy thôn bản na biến máu vẻn xanh cùng pì sòng pan báo hỏi sao ến pì sòng pan báo hỏi sao ến hội phủ nhinh xã Nghệ An thị xã mưng lo cỏ châm năm nếu chưa họt các mít cán bộ hội viên phủ nhinh tinh phòng châm năm phòng trào khánh thì phủ nhinh sang mắn ép học lao động diệt dườn tằng tánh trung ngân ím po muồn hòm pòm tòi châm năm tưởng nếu chưa ép học cánh diệt tòi chụp buồn luông ngắm phố hô quỷ panh cài nằn hội phủ nhinh xã Nghệ An có bến khay họt các miên hội viên ép học từ nhiều chưa cánh đăng ký châm năm phòng trào cánh thì ban chấp hành hội phủ nhinh xã cánh cán bộ chỉ hội phủ nhinh pưng cơ sở cọ sòn hôm bến khay pưng phòng trào rú nàng cơ sở họt khay hội phủ nhinh xã Nghệ An cọ kết nạp đẩy tên xếp sòng tên pét hội viên tò hỏi nương hà xếp phân hỏi kế hoạch rào cực bộn số hội viên phủ nhinh cuồng các xã khẩn hờn trên hỏi bảy pét hội viên cuồng bỏng dạn áo hòn hội phủ nhinh xã Nghệ An cọ rơm rôm châm năm đỉ xưa nà vỉa tằng tánh tổ chức hội hàn mảnh nếu chưa hội viên châm năm pưng luông tang chính sách không đảng pháp luật không hơn nướng sắc mắn tròi dưa cằn mà bè kinh tế cài nằn có góp phân tằng tánh tổ chức hội mờ hàn mảnh pome pin đồng hạc sương
chương trình phát thanh mưa nỉ khẩu thị xã Măng Lo họt nỉ có gió giang cón để dọn tiếng lại bò mè pì nòng tặng cốc phăng chương trình trông tặng hạc trao pì nòng. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.